Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả anh em nhận 300 tốc cần TRX nha tất cả anh em. Để tham gia dán tất cả anh em click cái phần link mô tả, mình tải về một cái ví là John Wallet. 300 giá tốc cần TRX rất là cao nha tất cả anh em. Cái này thì cũng như ví chút wallet vậy thôi. Rồi, để mình hướng dẫn cho tất cả đăng ký nha. Rồi bạn mở ví lên nè. Rồi, đây thì có hai mục, thì có mục Correct Account là có mục đăng ký, còn mục iBot Account thì có mục đăng nhập. Anh em chưa có tài khoản nên anh em bấm vào Correct Account rồi. Rồi anh em lướt xuống nha tất cả anh em. Anh em nhớ xem hết cái video này mới được nha. Rồi bấm Access. Rồi ở đây thì dòng đầu thì tất cả username tất cả anh em tự đặt nè. Mình đặt anh 4 số 2 1 2 3 4. Rồi tất cả anh em bấm Next Step. Rồi mật khẩu thì anh em tự đặt nha. Mình đặt mật khẩu là anh. Mật khẩu của tất cả anh em tự đặt nha, từ 1 đến từ 8 đến 20 ký tự cũng như mật khẩu bình thường mình nghe tất cả anh em. Rồi tất cả anh em làm mật khẩu xong, tất cả anh em bấm nút OK nha. Rồi bấm Next Step nè. Anh em bấm Next Step nha anh em. Rồi anh em đăng nhập là mật khẩu nha tất cả anh em. Anh nè. Rồi tất cả anh em bấm đăng nhập mật khẩu của mình lên gan nha. Rồi bấm mục Cash Out nè, mục màu xanh nha. Rồi đây thì nó đang tạo ví cho tất cả anh em nha. Lưu ý tất cả anh em phải ép vào. Rồi anh em bấm Back Up Now nè. Rồi bấm Get It. Rồi sau khi ra như vậy tất cả anh em có 12 ký tự. Anh em nhớ lưu 12 ký tự này vào cái cây nào nha tất cả anh em. Rồi đây mình lưu 12 ký tự lại. Vì cái máy này mình quay phim nó không có hiện ấy lên mình không được. Rồi đây này hiện 12 ký tự anh em nhớ lưu. Rồi anh em bấm vào mục I Help Sell Rasa. Rồi anh em ví dụ như nó hiện lên số 4, anh em ghi cái mã nãy số 4 là chữ gì anh em ghi vô nha. Hồi nãy mình số 4 là Sion nè. Rồi. Rồi anh em bấm Next Step nha. Rồi hỏi số 10 anh em ghi tiếp nha. Số 10 là Infat nè. Số 10 data số 10 Infat thôi. Đúng rồi nè. Rồi anh em bấm Cut Out luôn nè. Rồi sau khi ra một cái giao diện như vậy thì anh em bỏ này đi nha. Mình hướng dẫn một ngày anh em nhận nè. Anh em bấm vào mục Mi nè nha. Anh em bấm vào mục Interfen nè. Đây một cái mục này tất cả anh em mới nhận được 300 token TRX nha. Rồi anh em bấm vào mục Grand Prix nè. Rồi anh em nhập cái mã code của mình vô là 9G nè. Phan 9 nè. G này mình có để với phần link mô tả nha tất cả anh em. 9GX nè. Rồi tất cả anh em bấm nút confirm nha. Rồi confirm rồi. Anh em bấm confirm nha. Rồi sau khi ấy xong tất cả anh em nhận được 300 tốc cần có cái hiệu là TRX nha tất cả anh em. Rõ ràng nè. Anh em nhớ nhập ví mới được nha. Rồi anh em bắt up lên nè. Đây thì mình hướng dẫn cho anh em xài ví này luôn để làm iGop của mình nha. Sau khi tất cả anh em có một cái ví này, anh em nhớ lưu ý nạp vào đây một tốc cần TRX để kích hoạt ví nha tất cả anh em. Bạn nào không có thì có thể tham gia vào group, nhập cái mã giới thiệu của mình, chụp màn hình là gửi qua cho mình thì mình sẽ tặng cho tất cả anh em một tốc cần TRX để kích hoạt ví nha tất cả anh em. Rồi cái mục này, mục send là cái mục này nè. Thì cái mục này là cái mục gửi. Anh em muốn gửi tốc cần cho người nào thì bắt cái địa chỉ với người đó vào. Rồi anh em bấm mát là anh em bấm nút send là anh em gửi nha. Rồi địa chỉ anh em muốn lấy ví TRX thì anh em bấm nút request nè. Rồi anh em copy cái địa chỉ ví này nghe tất cả anh em. Đây là cái địa chỉ ví của mình. Tất cả làm anh em làm iDrop nào mà kêu địa chỉ ví TRX thì anh em bắt như này nè. Cái đây thì TRX TRCM. Rồi đây thì tất cả anh em muốn cập nhật những cái đồng coin nào thì anh em bấm vào nút chú cộng nè. Anh em gõ từ ID đem thảo thôi. Ví dụ như mình BTC đi, không phải đồng gì vậy ta. Ví dụ như anh em muốn cập nhật ví, anh em gõ cho cộng, anh em gõ từ khóa cái tốc cần nó vào anh em. Ví dụ như tốc cần 1 up nè, anh em bấm 1 up mở ra nè. Là anh em bắt up lên nè. Rồi tự động nó sẽ cập nhật ví vào như tất cả anh em. Rõ ràng không? Thì nữa anh em cũng chỉ việc nhập vô đây nhấp lấy ví thôi. Send nè. Anh em lấy ví thì mắc vào một send nghe tất cả anh em. Thì nó gỡ cho lộn. Rồi một reset nè, anh em copy địa chỉ của mình nè.
Vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha tất cả anh em. Xin chúc tất cả anh em kiếm thật là nhiều cái đồng TDX này trên một cái app cho anh Linh nha tất cả anh em. Hiện tại trong chương trình khuyến mãi anh em nên cố gắng tạo một cái ví đi làm iDrop luôn nha tất cả anh em. Hiện tại cái tốc cần TDX này anh em chưa có chay được nha tất cả anh em. Sau khi chương trình nó trả về kết thúc dạng iDrop, nó sẽ cho tất cả anh em chay về BTC, TH, UTC đây nè. Vậy video mình kết thúc nha tất cả anh em. Chào tạm biệt tất cả anh em.